Nhật ký 1016, ngày 15 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng của khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thuần túy thiêng liêng. Tôi đã được biết tội lỗi kinh khủng chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Từ thâm tâm, tôi đã biết tội lỗi, ngay cả tội mọn, độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn hơn phạm một tội, dù là tội còn con nhất. Nhật ký 1017. Chúa phán với tôi: Cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của Cha cho họ. Nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu Cha muốn ban phát thật ít ỏi. Ân sủng Cha không bị hư mất nếu linh hồn được dành cho không đón nhận. Một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng ấy. Nhật ký 1018. Tôi thường xuyên cảm thấy có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm ra điều này bất chợt nơi linh hồn mình. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết người đang cầu nguyện cho tôi là ai. Tôi cũng được biết khi có ai gặp rắc rối vì một điều gì đó liên hệ đến tôi. Tôi biết điều này trong lòng mà thôi, mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi rất xa xôi. Nhật ký 1019, ngày 18 tháng 3 năm 1937. Tôi biết mình đã được nhận lãnh một hồng ân dẫn đưa vào tình thân ái và kết hợp với Chúa rất mật thiết. Người cho tôi biết điều này qua một ánh sáng nội tâm. Chúa tỏ cho tôi biết sự cao cả, thánh thiện của người và người đã yêu thương tự hạ vì tôi như thế nào. Chúa đặc biệt cho tôi được biết tình yêu người dành cho tôi. Người là Thiên Chúa tuyệt đối của mọi loài và người ban mình như thế nào cho một linh hồn. Trong khi đình chỉ tất cả những luật tự nhiên, Chúa hành động như người muốn. Nhật ký 1020. Tôi hiểu được mối liên kết nhiệm hôn giữa linh hồn với Thiên Chúa. Một điều không có biểu hiện nào bên ngoài, đó là một hành vi thuần túy nội tâm giữa linh hồn và Thiên Chúa. Ân sủng này đã cuốn hút tôi vào chính tâm điểm bừng cháy của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được hiểu biết về phẩm tính tam vị và đơn nhất tuyệt đối của hữu thể Thiên Chúa. Ân sủng này khác với các ân sủng khác và cực kỳ thiêng liêng đến nỗi sự diễn tả thiếu chính xác của tôi không biết làm cách nào để trình bày cho dù chỉ một nét nhỏ về ân sủng ấy.